Xin được gửi đến quý vị ở đây, đó là một ca khúc được mang tựa đề Liên Khúc Tình Và Tiền để tình hướng chị. Cảm ơn rất nhiều. Hey, có thể cho em mượn hai cánh tay của mọi người có được không ạ? Bây giờ mình vỗ tay lớn cho nó sung nha quý vị khán giả yêu thương ơi. Ghê ghê thương ơi,
được không? Nữa vỗ tay lớn là khán giả yêu thương ơi. Bây giờ thì Hồ Việt Trung xin được phép gửi đến mọi người ở đây một ca khúc, một bài hát do chúng Hồ Việt Trung sáng tác.